Xin chào tất cả quý anh em nha. Thì đây là năm mươi bình xăng cuối cùng, không tới 50 đâu, tầm bốn mấy cái á. Ở trong cái lô mà 1.500 bình mà mình nhập cách đây là hình như đâu hồi tháng 11 anh em. Tháng 11, đầu tháng 11 tới giờ nhập 1.500 bình. Thì lúc đấy bình xăng con Kenhin giao băng nó có nhiều thì mình nhập hết luôn, ôm một lô luôn. Đâu mười mấy thùng, đâu hai mươi mấy thùng. Một thùng là 50 cái mà mình ôm hai mươi mấy thùng. Gần 30 thùng. Là anh em hiểu cái độ nhiều của nó rồi. Thì cái bình này là cái bình Kenhin giao băng. Cái bình này thì mình cũng đã giới thiệu cho anh em mấy lần rồi. Đó, 50 cái cuối cùng luôn nha anh em nha. Cuối cùng trong cái lô luôn, cho nên là 50 cái cuối cùng này thì có vẻ nó hơi tơi tả, hộp nó hơi móp. Tại vì nó đã bị đè đấy anh em, nhưng mà không ảnh hưởng gì nha, tại vì nói chung là ở trong cái thùng lớn không phải sợ. Bình sang con Kenhin giao băng. Bình này thì chất lượng số 1 rồi. TikTok shop hay là ở trên YouTube mình bán thì rất là nhiều, rất là chạy luôn cái bình này. Bình này bán chạy lắm. Đây Kenhin giao băng này. Kenhin giao băng nha anh em nha. Mẫu này hàng nội địa Thái. Mới 100%. Feel. Đó. Thì cái bình này mức giá có 700 thôi, rất là rẻ. Nha anh em ha. Bình này giá rất là thơm, rất là ngon. Bình đẹp, chất lượng cực kỳ luôn. Bình này thì bên mình bán bảo hành cho anh em 3 tháng. Nhưng thật sự anh em luôn, từ hồi mình bán đến giờ chưa có bảo hành, gần như chưa có bảo hành cái nào luôn. Hình như đâu có một cái, là bởi vì khi mà mình gửi đi anh em nó bị đè hàng lên, nó bị bể thôi. Gần như chứ còn chưa có phải bảo hành mất garanti hay là chạy xăng gì hết á. Thì cái bình này ngon lắm. Đó thì giá 700 ngàn một bình nha anh em nha. Còn 50 bình cuối cùng. Để ok, quên mất cái bình này, hình như mình có đợt mình có chạy sale cho anh em 350 thì phải. Bây giờ mình sẽ chích ra 5 bình để mình chạy sale cho anh em 350 ngàn, giảm giá 350 ngàn, đúng 5 bình duy nhất. Còn đây là hết luôn rồi nha, hết luôn, ở nhà mình hết sạch, chỉ còn có nhiêu đây thôi. Thì anh em sỉ nào lấy thì liên hệ với mình, ôm hết luôn đi cho mình mừng con nào. Chứ còn cái bình này là nó hết rồi, bây giờ là lô này nó là hết 1.500 bình, kia là mình cũng không biết khi nào mà có lại, tại vì bây giờ là bên Thái nó cũng đang không có hàng luôn. Kenhin giao băng nha anh em nha. Mẫu này thì nó cực kỳ là mặn luôn. Đó, và tiết kiệm xăng lắm. Thì bình này thay thế cho những cái bình Rimway anh em đang đi rất là ngon, vì bình này garanti thì êm mà tiết kiệm xăng cũng như là chạy rất là bốc. Đó, thì cái mức giá nó chỉ có 700 ngàn một bình thôi. Còn hôm nay thì mình sẽ chích ra 5 bình. Mình chạy chương trình cho anh em, khuyến mãi cho anh em 5 bình cuối cùng. Ở trong cái lô 50 bình này là mình hết luôn. Thì giá 350 ngàn, thì cái thực ra cái giá 350 ngàn mình đã có khuyến mãi 1-2 lần gì rồi, nhưng mà thực sự nó rất là nhanh, tại vì anh em mua nhanh lắm, cho nên là hôm nay chơi 5 bình thôi, chứ nhiều thì mình không chơi đâu anh em ơi, tại vì không có nhiều hàng để mà chơi nhiều với lại lỗ lắm, cho nên là chơi 5 bình thôi, giảm 50% luôn, chơi lớn cho anh em luôn, 5 bình duy nhất cho anh em. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ, 700 ngàn một bình. Và 5 bình duy nhất khuyến mãi cho anh em, cho những anh em nào gọi sớm nhất hoặc là những anh em nào chốt sớm cho mình. Thì bên mình thì anh em có thể gọi số điện thoại 0915 434 973 hoặc là Zalo số đó luôn. Tùy anh em, anh em chốt. Anh em trước khi chốt anh em phải báo là chốt bình xăng con khuyến mãi nha, để mình coi là còn không, chứ không mình sẽ bán giá 700 đó. Cho nên anh em phải chốt tranh thủ nha. 5 bình duy nhất cho những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu. Còn 45 bình còn lại thì mình sẽ dành cho anh em mua sau 5 bình đó, với mức giá cũng chỉ có 700 thôi. Bình này 700 rất là rẻ luôn. Thật sự trong tầm giá 700 này nó thuộc dạng là ngon hơn rất là nhiều so với những bình quen pha Việt Nam rồi. Bình quen pha Việt Nam thì trong hãng bán gần cả triệu bạc một bình đó anh em. Còn cái bình này mà so với mức giá 350 mà anh em mua được khuyến mãi thì nó là vô địch luôn, vô đối trong tầm giá thôi nha anh em nha. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với Đạt. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn, đã luôn luôn ủng hộ Đạt rất là nhiều. Thì hôm nay mới kiểm kho ra thì thật sự còn có 50 bình, mình cũng hết hồn luôn, bởi vì mình không nghĩ là bán được nhiều như vậy nha. Bình xăng con mà bán 1.000 mấy trăm bình là kinh khủng lắm anh em, mình cũng không nghĩ luôn. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với Đạt nha. Bên mình thì ship hàng liên tục cho anh em, Nam chí Bắc cho anh em, Bắc Trung Nam ba miền ship đủ cho anh em hết nha. Rồi anh em nào có nhu cầu liên hệ với Đạt, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Và 5 bình duy nhất khuyến mãi 350 ngàn bắt đầu cho anh em nha. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều.